tình bạn vui hò, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngoài phiên bản sóng truyền hình, chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline Bạn Muốn Hẹn Hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc. Chi tiết thì hãy liên hệ trên kênh fanpage offline Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc số hotline đang chạy bên dưới của chương trình. À, vẫn như thường lệ, chúng tôi sẽ có những cái chương trình làm mai mối cho những quân nhân chuyên nghiệp. Các anh chị, các bạn bè nào mà có nhu cầu đăng ký tìm một nửa yêu thương của mình là những quân nhân chuyên nghiệp thì đăng ký với chúng tôi nha. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên xem ngày hôm nay họ có chạm cùng cảm xúc với nhau, họ có quyết định bấm nút để hẹn hò với nhau hay không quý vị nha. Xin mời. Uống rượu, hút thuốc thì không có. Không sao anh, uống rượu không sao. Thuốc thì em không có hút nhưng mà em có mọi cúng chứ ông địa. Trời ơi. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Có nắm tay chưa? Mấy đời trời chứ nóc tay. Trời ơi. Cái gì? Mời bạn Nam. Rồi, chào bạn. Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi. Chúng ta giới thiệu về nhau to lên cho người bên kia nghe luôn nha. Xin chào chị Cát Tường, xin chào em Nguyễn Linh. Em tên là Dương Thị Trúc Linh. Năm nay em 34 tuổi, em đến từ An Giang hiện tại và làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phụ tiệm tóc cho chị ạ. Làm tóc hả em? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Linh. Rồi em. Chào chị Tường. Dạ. Chào bạn Linh, mình tên là Vũ Giang Thanh, năm nay mình 35 tuổi, mình quê quán ở Tiền Giang, hiện mình đang làm việc và sinh sống tại quận 12. Đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên nội thất chị. Mình cùng quê miền Tây đó. Dạ. Hai bạn cứ trao đổi với nhau đi. Em hỏi thử bạn gái bên kia là ưu khuyết điểm gì? Em thích người đàn ông như thế nào em? Dạ, em thích một người đàn ông là chững chạc, công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, biết chia sẻ vợ con. Hỏi thử anh có tật xấu gì hay là ưu điểm, khuyết điểm anh gì có không? Tật xấu gì không anh? Tật xấu thì anh uống rượu, hút thuốc thì cũng có. Không sao anh, uống rượu không sao, uống rượu hút thuốc được. Trời đất ơi, từ đó giờ tôi mới nghe cô gái nói là hút thuốc uống rượu được á. Tại vì đôi khi em cũng có uống nữa anh. Em đừng có nói là em có hút thuốc nữa nha. Không không, thuốc thì em không có hút nhưng mà em có mọi cúng chứ ông địa. Thầy xứng đôi vừa lứa ha. Nhớ nha, nói vậy trên sóng truyền hình rồi mới mốt ổng về ổng nhậu nhẹt hoài bê tha rồi lúc đó là không, nhậu là nhậu xã giao vui vẻ thôi chị, đừng có nhậu bê tha la cà. Em ơi, ưu khuyết điểm của em là gì hả em gái? Dạ, khuyết điểm của em là em hay quên lắm anh. Nhưng em hơi khó tính. Còn ưu điểm của em là em biết nấu ăn, cắm hoa hoặc là biết hát. Hát tặng bài được không em? Dạ được, nhưng mà em hát cổ nha anh. Cổ hay, mình miền Tây mình hát cổ là sao đâu. Anh ơi xin lỗi nói em quên tên anh là tên gì rồi. Anh tên Thanh. Anh Thanh. Anh Thanh ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em chọn đời sẵn sống yêu thương. Buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Vậy thôi hả? Rồi không, ngắn gọn nhưng mà xúc tích đầy ý nghĩa. Từ nay anh Thanh anh không còn buồn nữa phải không? Lúc nào cũng có bên em bên cạnh là được rồi. Làm lại liền Thanh. Em thì lại không biết hát. Kệ nó. Nhưng mà không lẽ anh không thuộc được một đoạn nào của một bài hát nào đó sao? Tới đây không hát thì hò không phải con cò ngóng cổ mà nghe. Thì em con cò ngóng cổ em nghe. Trời ơi chị làm cò luôn. Rồi khó quá bỏ qua đi. Hai bạn trao đổi tiếp nhau đang vui á. Mình trao đổi tới cái chuyện tình trường đi. Để mình biết coi kinh nghiệm trong tình yêu của hai bạn như thế nào. Anh hỏi em trước đi anh. Anh Thanh kìa. Dạ từ từ để em suy nghĩ chị. Trời đất ơi. Hỏi em có bồ chưa? Em có mấy mối tình rồi. Dạ em trải qua hai mối tình rồi anh. Một mối tình là em quen nhau hơn 3 năm và chia tay cũng được 6 năm. Và mối tình gần đây nhất đó là em chia tay được khoảng 5 tháng 25 ngày. Rồi sao mà chia tay? Anh đó là ngày lễ là anh đi làm việc, anh được nghỉ 4 ngày. Đến ngày hẹn đó thì anh nói là anh có công việc ở nhà phụ mẹ. Thì em cũng không nói gì, nhưng mà lúc em điện thoại đó thì anh nói là anh đang ở nhà vợ sắp cưới. Hả? Vậy là bắt cá hai tay trước giờ em không hay em nghĩ rồi. Chắc là bắt nhiều một tay bắt nhiều trước con giờ rồi chắc lúc đó là ngồi gần cô về vợ mới cưới nên phải đành buộc phải nói vậy luôn. Hỏi ảnh đi, bây giờ ảnh mấy mối tình rồi anh ơi, anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh?
có hai mối mà không biết là có phải gọi là mối tình không, tại nó ngắn lắm. Ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là hai người có quen nhau, có yêu nhau hay không thôi. Em không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Trời ơi, mặt mặt cười khoái chí luôn kìa. Thì mối tình đầu tiên 6 tháng á, người gái đó thì cũng bắt cá hai tay đó nên mới dừng lại. Còn người gái sau thì lại bạo quá cho nên bạo là sao? Dạ là người ta tấn công mình á. Tấn công chuyện bình thường bây giờ á. Nhưng mà em sợ. Ủa làm gì mà em sợ? Mới quen nhưng mà đi chơi khoảng 2 lần à. Lần thứ 3 ôm em cứ ngắt à. Thì người ta yêu tao mới ôm. Rồi sao nữa? Nhưng mà cái thời gian đó ngắn quá thì ôm rồi em sợ quá em chạy luôn chứ sao chị? Trời đất ơi. Vậy thôi hả? Để tôi kiểm tra là giới tính ông này coi. Anh ơi, em định một tí nữa khi mà gặp mở màn lên gặp anh là em cũng ôm anh mà anh nói vậy chết rồi. Chết rồi. Không nhưng mà đàn cái ông gì đàn bà ôm bỏ chạy. Cái lúc đó là cách nay cũng 5-6 năm rồi. Nhưng mà bây giờ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Rồi 5 năm nay có bị cô nào tấn công nữa không? Dạ không chị. Thì lý do sao 5 năm nay ấy? Từ lúc đó thì em xác định là em sẽ không quen và em sẽ tập trung để mà mình làm mình kiếm tiền. 35 này là cái tuổi là đã cán mốc rồi thì giờ này em đi tìm. Dạ. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam có rồi hả? Nam nào yêu sao kể tôi nghe vụ đó, tôi khóa vụ đó lắm. Yêu nó có nắm tay chưa? Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn. Với nóc tay. Trời ơi. Cái gì? Làm sao? Dạ. Lúc đó là làm chung. Anh em thì mình nghĩ là cứ rủ nhau đi nhậu. Nhậu tới lúc đó cũng khoảng 2 giờ sáng. Ở đây cũng bàn nhau nói nay uống cho thằng quỷ BD này nó lật ly bay. Ai ngờ đâu rốt cuộc mấy thằng lật hết còn mình nó tỉnh. Rồi sao? Rồi tới sáng mai á thì tự nhiên cái trong cái đầu mình nó mới nói ủa cái quần mình đâu mất tiêu rồi ta. Trời đất ơi. Giật mình trở lại thì nhìn thấy còn có cái áo à, cái quần mất tiêu. Lật đật giục chạy. Ủa là sao? Rồi là lúc đó đang nằm ở đâu? Nằm ngủ chung sắp lớp luôn. Anh ấy đã bị hãm hại. Mà nhìn xung quanh mấy người kia là còn đủ quần áo không? Đủ quần. Có một mình anh mất cái quần à? Có mình bị quốc quần. Rồi xong. Anh ơi anh có kiểm tra còn mất cái gì nữa không anh? Mất đời trai luôn em ơi. Thấy chưa em nói em chấp nhận nhậu, thấy nhậu nhẹ em mất rồi. Em chấp nhận là nhậu thôi chứ em không có chấp nhận là lầy. Mà giờ mình có bị ngã nghiêng ngã ngửa không? Không phải, tự nó theo em chứ em không phải là em dê nó. Nhưng mà em cũng phải là sao không. Đó không có. Chắc thiệt. Không? Chắc. Thích gái không? Thích. Bây giờ có mần ăn gì được không? Được. Bây giờ muốn lấy vợ sao nè? Cao cũng khoảng 1m6. Rồi có luôn. Rồi em cũng 1m57 rồi. Được rồi, gì nữa? Đừng tóc ngắn quá. Tóc mà ngắn mà nó dạng như ta gọi là tomboy á. Mà cũng đừng dài quá. Kỳ vậy sao khó chịu vậy? Cỡ này được chưa? Cái này đẹp nè. Rồi được tiếp. Hiền. Hiền cũng hơi hiền thôi, đừng hiền quá. Hiếu thảo. Có hiếu thảo luôn. Và trắng siêu. Có trắng luôn, chừng nào đám cưới? Được thì em nghĩ khoảng 3 tháng được rồi. Gì 3 tháng lẹ vậy, tìm hiểu cho kỹ chứ. Em thấy nhiều cặp hiểu xong rồi chia tay không à. Thì nghĩ cũng lạ quá ha. Hỏi lạ ba mẹ mới giờ, chưa? Ở tới giờ này nè. Mình đang ở trọ hay là mình đang ở với ai? Em có mướn một cái xưởng á. Thì em ở trong đó luôn. Rồi vậy là chủ xưởng ở trong xưởng luôn. Rồi bây giờ anh qua xem đàn gái thế nào chứ đàn trai em thấy cũng ấn tượng lắm rồi đó. Chào anh. Chào anh gái. Dễ thương ha. Em có thích quen với người đàn ông mà phóng khoáng rồi thoải mái này kia không? Dạ thích chứ. Em không thích người đàn ông kỳ bo bủn xỉn. Đó dạ. Như anh này nãy giờ là phóng khoáng ha, chuyện gì cũng kể ha. Em thích anh sao, cái hình dạng anh sao? Mẫu người á, lý tưởng. Mẫu người là phải cao trên 1m65, nặng được. Trên 65kg. Được. Qua luôn hả anh? Ảnh cao bao tới tận mây xanh luôn đó. Cặp này chuẩn á. Còn gì nữa không? Không thích người đàn ông gia trưởng anh. Anh này chắc không gia trưởng nổi đâu. Anh thấy cặp này kia hợp lý á. Dễ thương lắm nha. Đàn gái là bên đàn trai chịu rồi đó. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với chị bạn em ạ. Bạn em ha, giờ mình nghe thêm ý kiến của bạn em nha. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Trường. Trước khi đi á, thì Linh có nói với em á, nếu mà đi lên trên đây á được á thì hỏi chứ kết hôn thì chừng nhiều. Nãy em nghe bên đây anh trai nói 3 tháng đúng như dự đoán của bạn Linh đó. Ủa vậy hả? Linh cũng muốn 3 tháng Linh nữa. Dạ em dự đoán từ 3 tháng chị. Chị thấy bạn nam bên đây được. Hay có gì hai bạn tiến tới. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi em trai đi với ai Thanh?
Dạ em đi với mẹ, với dì, với anh, với em của... Nói chung là gia đình, gần gia đình đó. Chào cô. Dạ. Chào cô ạ. Chào hai em Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cháu gái cũng dễ thương. Thôi dạ, con cảm ơn tìm cô. Hiểu để bước tới hôn nhân luôn đi. 3 tháng cô đồng ý không cô? Bây giờ nó muốn chừng nào cũng được hết á. À, cảm ơn cô. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Bắt đầu mở. Đó. Dạ, ủ cao ha. Em cũng có món quà tặng anh, cái này hoa chính tay em cắm. Cảm ơn em. Cái này cũng hoa này cũng chính tay nhưng mà người ta làm, anh mua. À, hai bạn cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên mấy chục năm mới gặp mặt đó. Anh thì thường anh thích ngắm hơn là anh phải nói. Em lại thích vậy đó. Em thích người ta là thể hiện thôi chứ em không thích nói. Nói chín là 10 chứ đừng nói 10 làm chín. Cái công việc của anh á nhiều khi nó rất bận. Có thể là tuần này anh có thể rảnh 2-3 ngày nhưng mà có thể rớt vô một cái tháng đó anh hầu như anh không có rảnh được. Nhưng mà bây giờ mình cũng đã xác định mình đi tìm thì anh cũng cố gắng, anh sẽ sắp xếp công việc để mà mình gặp. Ví dụ như một tuần là anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Một lần được không em? Cũng được. Em thích trai hay gái? Dạ con thì trai gái gì em cũng thích nhưng mà em thích gái đầu lòng. À, trai gái gì cũng được nữa anh không, nhưng mà gái thì nó hay hơn. Tại đời trai anh nó khổ rồi, nó không muốn. Chúng ta quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Anh thì anh thích là ví dụ quen xong rồi mình xác định cái người đó thì anh đi tới luôn, chứ không phải là quen 5-3 năm cái bắt đầu thấy ngừng rồi lại bắt đầu lên từ đầu, nó mệt lắm. Đúng rồi, em cũng không thích vậy. Bây giờ đó, hai bạn đứng sát bên nhau nhìn nhau 30 giây, sau đó chúng ta cảm nhận và nói những cái gì mà người ta đang suy nghĩ. Hai người nhìn thẳng mắt nhau nha, nhìn xem trong tận đáy mắt có thấy gì không. Có thể cầm tay nhau đây hai bạn để mình truyền một chút xíu cảm xúc xem mình có điện không. Đó, không biết nói gì luôn. Rung quá à anh ơi. Đèn rung quá. Nói chung là khi mà tới chương trình thì cũng nó là cái duyên. Anh cũng đi tìm một cái cơ hội để cho cái bản thân của mình. Thì anh cũng như em cứ cho nhau một cái cơ hội đi. Nói chung 3 tháng thì nó không phải ngắn, nhưng mà nó cũng là một thời gian dài. Anh cũng xác định cái mốc đó thôi. Còn mà lâu hơn nữa thì cũng chờ được. Tại cũng chờ 35 năm rồi. Ok vậy đi, chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Các bạn cũng đã nói chuyện, đã cảm nhận về nhau, đã nắm tay nhau, đã nhìn nhau, đã có chuyện vui với nhau. Để động lại cái gì, chúng ta hãy kiểm tra lại con tim của mình lần cuối các bạn nha. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Quyết định bấm nút là tìm hiểu và tiến tới hôn nhân để không làm mất thời gian của đối phương, không làm mất cái duyên của đối phương. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau nè. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Nãy em nói em ôm ảnh mà. Mơ của ba anh dạy không? Chính thức hôm nay vào giờ này các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau và hy vọng rằng trọn đời trọn kiếp bên nhau. Tôi thấy hai bạn rất là xứng đôi luôn á, từ vóc dáng, ngoại hình, gương mặt thấy là rất là có tướng phù thê. Còn đẹp lắm á. Đẹp, cố gắng nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn, đây là một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton và đây là một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Quà tặng dành cho hai bạn đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Chưa hết đâu, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, hai bạn sẽ nhận được một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua những cái sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Rồi. Chào anh chị. Tìm hiểu nhau quay nha. Đi ghế từ từ, bình tĩnh để quay cho đi trước đi. Cho cô đi trước đi nè.
Em bị ấn tượng bởi một bạn nam mà thông minh với là tinh tế. Buồn á, cứ nghĩ cách pha trò lên. Em gặp cũng có mấy anh thông minh á, nhưng mà chỉ là có mấy anh có vợ rồi thôi à. Mình bận rộn vậy, bạn gái chỉ cần nhắn tin cho em cái câu là xã ơi, chiều nay mình đi ăn cái gì đó. Anh ước gì là em bánh bèo hơn chút. Chúng tôi nghĩ rằng họ đủ bản lĩnh để hiểu nhau, họ có thể tiến tới hôn nhân đúng như những gì họ dự định là 3 tháng nữa quý vị nha. Và chúng tôi cũng tin điều đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về nhau ha. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Em tên là Nhật Linh, em 29 tuổi, em sinh ở Sài Gòn và em làm công việc là kinh doanh tự do. À, mình kinh doanh gì vậy em? Em đầu tư trong lĩnh vực bất động sản với chị, với lại chứng khoán. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lời đầu tiên em cho em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ ở bên phía đối diện và tất cả các bạn trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Chí Thanh, em 31 tuổi, em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Bình. Ô sao hợp, hồi nãy bạn kia cũng tên Linh, bạn này tên Thanh, bây giờ bạn kia cũng tên Linh, bạn này cũng tên Thanh nữa. Dạ, em đang mở một công ty môi giới bất động sản tại Tân Bình. Ồ, có vẻ trùng khớp với nhau ha. Rồi. Em quê ở đâu, thành phố luôn hả? Dạ, em quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn anh. À, thấy là trước tiên là công việc cũng có một cái sự có liên quan trùng khớp, có thể hợp tác với nhau được ha. Và điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em tự lập, sống tự lập từ năm nhất đại học. Tuy là nhà ở Sài Gòn nhưng mà em cũng không muốn làm cho ba mẹ phải phiền lòng. Em muốn chịu trách nhiệm về bản thân mình 100%, cho nên là em dọn ra sống riêng tới bây giờ. Và cái thứ hai nữa là em có sự linh hoạt trong cái việc giải quyết vấn đề. Còn điểm yếu thì em nghĩ là em có một cái sự mù đường nhẹ. Ví dụ như một con đường em đi 10 lần em mới nhớ, nhưng mà đi đến lần, ví dụ như là đến 9 lần thì cũng chưa đủ, em phải đi đến lần thứ 10 mới nhớ được. Ủa hiện tại là em ở một mình hả? Mình thuê nhà ở hay sao? Dạ em có nhà riêng rồi chị, em ở một mình. Giỏi quá ha, vậy là đã có trong công việc tốt, có nhà riêng. Rồi bạn trai bên kia. Dạ điểm mạnh của em thì em cảm thấy em nói chuyện thu hút, tính tình cũng vui vẻ, em thích cái gì nó vui vẻ một chút xíu. Cái điểm yếu của em là hay mất kiên nhẫn một chút xíu. Chơi mà thí dụ như ai mà để cho em chờ có chừng 15-20 phút là em thấy khó chịu rồi. Thà nói nửa tiếng đi thì để tôi chờ nửa tiếng, chứ đừng có để là đứng tới đây kêu sắp tới đứng hoài không thấy đâu. Cái đó cũng có cùng tâm trạng, chị có nghĩ là chờ đợi thì hãy cho một cái cột mốc, sau đó thì mình có thể mình chuẩn bị tâm lý trước, đừng để cho mình trong cái trạng thái là mình không biết khi nào tới, thì lúc đó mình cảm thấy mình bị động lắm thì em rất là bực mình. Tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Hai mối tình là chị Tường. Mối tình đầu của em là hồi em mới thi đại học xong, em quen 3 năm. Mối tình thứ hai 4 năm. Nhưng lý do tại sao chia tay? Quen mối tình nào thì em cũng nghĩ là mình từ từ mình sẽ kết hôn thôi. Lúc đó mình cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn. Giờ mà quen ai chắc cỡ chừng 6 tháng năm em cưới luôn. Rồi, ý bạn gái thì sao? Em nghĩ là khoảng 1 năm. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Thật ra thì em cũng có quen một hai người, nhưng mà sau một thời gian thì em nhận ra là nó cũng không phải là tình yêu thật. Cái cảm xúc của em á, em mong muốn là có một cái tình yêu nó mãnh liệt. Sau này thì em có hẹn cà phê với một số bạn để em làm quen á, thì thứ nhất là thấy em không được nữ tính. Có một lần á là em gặp một cái anh kia cũng đúng tiếp của em bề ngoài á, có nghĩa là vừa cao vừa trai, nhưng mà khi về em hỏi là ồ anh thấy cảm giác như thế nào, cái anh ấy kêu là em cái gì cũng được, chỉ là anh ước gì là em bánh bèo hơn chút. Thì bây giờ mình cũng phải ráng, nhiều khi phải ráng nhỏ nhỏ bánh bèo tí xíu ha. Mình em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình á là phải cao, và cao khoảng trên 1m72, cân đối, không có hói. Thôi giờ tôi nghe tiếp tôi chán luôn. Không, có nghĩa là em định là em không nói cái chữ đó rồi, tại vì em có nghe có mấy lần chúng anh lên em định không nói rồi, nhưng mà tự nhiên chúng anh lên mà chúng anh lên. Cô nào cũng thích không hói, mà tôi thấy cô nào cũng đi với ông nhiều ông hói chứ. Em bị ấn tượng bởi một bạn nam mà thông minh với là tinh tế. Thông minh là hay hói đó. Dạ đâu, em gặp cũng có mấy anh thông minh đó, nhưng mà chỉ là có mấy anh có vợ rồi thôi à. Em trai bên kia sao ngồi im re vậy? Mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm em trai? 80% chị ạ. Vậy là ngon lành rồi. Em không thích bạn trai là hút thuốc, uống rượu. Với nhỏ lớn anh chưa hút điếu nào em ơi. Dạ, với lại hay than vãn á chị.
cái mẫu người lý tưởng của em gái thế nào, nói chung chung thế rồi em? Không có, dạ em chào anh. Em không có ai lý tưởng trong cái hình mẫu tức em. Tức là thì thấy yêu là yêu, thương là thương đúng không? Dạ đúng rồi. À, bạn mẫu hình lý tưởng thế nào? Trước tiên là chắc ít chơi Facebook chút xíu. Có một thời gian đó là công việc ở đây em cũng cảm thấy là cũng không có động lực gì hết. Thì em đi du lịch 8 tháng thì lúc đó em tự ghi là tránh xa thế giới loài người. Có nghĩa là em đi vào trong rừng, trong Úc, ở Úc là 3 tháng mà em đâu có Facebook thì biết gì. Em không có quan trọng cái việc sống ảo. Không phải, nhưng mà thí dụ em làm việc em mua bán bất động sản phải lên Facebook em tìm. Dạ không, em là chủ đầu tư mà đâu cần lên mua bán làm gì. Không lên luôn. Người ta tự kiếm em mà. À. Ý em là cũng là người Facebook liên tục, nhưng mà ý dụ như em đăng hình căn nhà em lên thôi, chụp khuôn mặt ra tự sướng, hoặc là chụp dễ thức ăn cái tự nói hôm nay sao mà trời đen quá, hôm nay trời mưa quá vậy đó. Em không sống ảo đúng không? Dạ, dạ. Cứ lên Facebook làm ăn là được đúng không? Dạ. Anh nghĩ rằng hai bạn này nói chuyện với nhau được đó, bởi vì một người làm đất đai để mua, để đầu tư, một bên là tìm người để bán. Ở đây là còn là hai người cá tính nè, cô gái này cũng rất là cá tính, này cũng khó đây chứ không phải dễ đâu nha em. Dạ. Em đang ở với ai? Dạ, em ở với ba mẹ của em. Nghe là bạn gái làm dâu. Chung ở sống chung với ba mẹ mình luôn đúng không? Yeah. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái nữa không? Bạn gái em dạng hiền hiền chút xíu mà nói chuyện vui tính, khi mà buồn buồn á cứ nghĩ cách pha trò lên. Tại vì em cái công việc của em á sáng nhiều khi 7 giờ sáng là khách hàng đi đặt cọc rồi, mình đang đi mình bận rộn với bạn gái, chỉ cần nhắn tin cho em cái câu là anh ơi hoặc là ông xã ơi, chiều nay mình đi ăn cái gì đó, anh có thích ăn hay không? Là trời ăn hoài cái bụng bự vậy mà cũng ăn ăn nữa. Nó có tập thể dục, tập gym, tập gì không? Em định sang tháng em đi tập. Trời ơi, sang tháng nữa tập mà còn hẹn sang tháng nữa. Mình hỏi ý kiến người thân chút xíu coi làm sao. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, em chào anh Thanh. Em là bạn thân với lại Linh. Thật ra bạn em tính nó rất là tự lập, có lẽ là Linh với lại anh Thanh hợp với nhau để làm ăn. Còn trong chuyện tình cảm thì theo tôi nghĩ là lúc nào cũng phải có âm với dương, có nghĩa là một người nhẹ nhàng, một người mạnh mẽ. Còn nếu như mà cả hai người tính quá giống nhau thì chỉ có thể làm bạn được thôi. Cảm ơn em. Thanh đi với ai? Em đi với chị em với lại mấy anh em trong công ty của em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là chị của Thanh. Em gái bên đây rất là dễ thương. Chị cũng là nữ. Chị thấy em như vậy thì thật sự là chị cũng có một phần gọi là khâm phục em. Và cũng rất thích cái tính cách của em. Không phải nói là như bạn em đã nói, tính cách đôi lúc giống nhau nhưng mà chưa chắc là đã không hợp nhau. Đôi lúc cái tính cách khác nhau người ta có thể thăng hoa lên rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân rồi, nói chuyện qua cái hàng rào này rồi. Bây giờ các bạn gặp nhau nói chuyện đi. Mở rào. Hai người đủ bản lĩnh để nói chuyện với nhau đấy. Anh tặng em món quà. Dạ, cảm ơn. Em tặng anh bức tranh này em tự vẽ. Cái này là trong lúc em đi du lịch đó, thì em thấy có một cái cặp hai vợ chồng già rất là hạnh phúc. Thì em mong là em cũng kiếm được người già đến già như vậy. Tự vẽ nha, rất đẹp. Hồi nãy lúc mà em nói là em không thích bạn trai hút thuốc với lại uống rượu bia Mà bây giờ em nhìn cái bụng của anh em phải hỏi lại là anh có uống rượu bia không? Thì anh nói cho em nghe vậy, cái công việc của anh thì nó bắt buộc phải như vậy rồi. Cái chuyện hút thuốc thì từ nhỏ đến lớn anh không hút thuốc. Rượu thì anh cũng không uống. Nhưng mà bia thì em hiểu đôi khi vui vẻ mình uống vậy. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được là cái người con gái đó không muốn mình nhậu nhiều nữa thì mình cứ giảm dần giảm dần. Mai đi tập gym nha. Anh suy nghĩ sao về một cái tiếp mà con gái cũng không phải thuộc dạng như là thích châu chuốt về vẻ bề ngoài. Với lại cái thứ hai nữa là cũng không phải là thuộc tề gia nội trợ. Nghĩa là em có thể nấu ăn được. Nhưng mà em thích cái người đàn ông nấu ăn xong rồi em rửa chén hơn. Hai người cùng vào bếp thì nó sẽ hay hơn. Chứ là còn hơn là chồng xem tivi rồi chồng đọc báo vợ ở trong bếp. Như vậy thì tội vợ mình lắm. Anh có thích đi du lịch không? Anh hay hùng vốn với lại khách hàng nhiều lắm. Số vốn hơi lớn. Thị trường mà đóng băng một cái anh cũng giống như là stress lắm. Mà mỗi lần anh stress vậy thì anh thích anh đi du lịch. Anh hay lên Chevoca đồ này nọ anh tìm cái tour anh đi. Giữa công việc với lại chuyện tình cảm hôn nhân á thì em chọn cái nào hơn? Em chọn tình cảm hôn nhân anh. Bởi vì lòng tham có hạn rồi. Em có thích gặp nhau nhiều lần rồi nhanh nhanh rồi mình không? Hay là em thích là quyết định là gặp sợ gặp nhiều quá nó chán á? Em thích người đàn ông là mạnh mẽ trong xã hội nhưng mà có sự mãnh liệt trong tình yêu nữa. Nếu hay như lạnh lùng quá thì không phải là mô típ của em. Em cũng đang muốn hỏi là anh có nhà riêng chưa? Thì anh có hai căn rồi. Một căn ở quận 3, một căn ở quận Tân Bình. Sao nói chuyện nhà cửa hoài vậy? Nói chuyện tình yêu vô đi. Tình yêu thì, đi. Em có muốn lấy chồng chưa?
Em nghĩ là một năm là được. Nhìn em muốn hỏi anh là cái nơi xa nhất mà anh đã đi du lịch là ở đâu? Trước giờ anh mới tàn trong nước Việt Nam mình thôi. Có đi qua bên Campuchia với Lào rồi. Ok. Giống anh. Anh thấy bạn em nói nếu mà anh với em mà thích hợp để làm bạn, làm ăn, thì em nghĩ sao về câu nói đó của bạn em? Bạn em thì xuất phát từ ý tốt đối với em. Lúc đó em chưa có nhìn anh. Còn bây giờ khi em nhìn anh rồi thì em chỉ nhìn cái bụng của anh. À quên nữa, em có một cái đặc biệt tài của em là biết coi tử vi phong thủy. Vậy em coi cho cổ đi. Xin mời em. Sao coi gì? Coi cách nào anh hả? Coi mặt, coi tướng hay coi tay? Chắc anh coi chứ phải coi tay em. Em đeo mắt kiến vô vậy hả? Trời đất. Hả? Còn kiến đen hả? Thầy bói phải đeo mắt kiến đen. Trời tay gái trắng quá. Em đứng giùm anh thôi. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Tình duyên đưa tới em ơi. Em quên lời kém hát lại chị. Mình sao em lên đây em rung quá chị ơi. Thôi khỏi hát đi anh, vô luôn đi. Ôi hơi rung quá chị. Trời ơi. Bây giờ chúng ta nói thật những gì chúng ta suy nghĩ với người đối diện. Cái gì thật nhất có thể, không cần hoa mỹ. Nếu như mà em đồng ý thì anh có thể là khả năng nỗ lực của anh là có thể giảm cân được cho nhà bao nhiêu, cho bao nhiêu tháng. Toàn em có thể cùng với anh đi đến phòng gym một buổi, hai buổi thì anh nghĩ sẽ càng nhanh hơn nữa. Ví dụ dạ, xuống 5 ký. Em muốn hỏi là số lượng ký và số lượng thời gian, có thời gian bao lâu? À chắc cỡ chừng 6 tháng thôi, 6 ký. Hồi lúc mà em đi du lịch về là em tăng 12 ký. Sau đó thì trong vòng 4 tuần thì em giảm được là 7 ký. Bây giờ 6 tháng 6 ký. Thời gian. Rồi thôi, hết thời gian rồi. Chúng ta đang ngồi vào hai cái ghế hết sức là quan trọng nha. Chúng ta không nên dối lòng mình. Thích thì bấm, không thích thì cũng không sao cả. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời em. Lý do tại sao bạn gái không bấm? Em không có sự rung động chị. À. Cũng không phải là tiếc của em. Thôi, em xin lỗi, có gì mình làm bạn ha. Đâu gì đâu em, mình anh nghĩ là nếu mà em nghĩ vậy là đúng rồi. Tại vì có rung động thì mình mới nên bấm. Nhưng mà thật ra là chủ yếu là do cái bụng á anh. Thay mặt chương trình xin gửi tặng hai bạn quà tặng dành cho mỗi bạn. Đó là một chiếc gối cao su thiên nhiên từ công ty cổ phần Vinalatex gửi tặng hai bạn nha. Chúc hai bạn sẽ sớm có thể tìm thấy được một nửa yêu thương của mình ha. Chúc hai bạn sớm hạnh phúc. Cảm ơn anh chị. Rồi. Cố gắng luyện tập nha anh, à không đó bụng bự bằng em luôn á. Đúng rồi, còn trẻ mà không sao, chúng ta tập xuống không sao cả. Thưa quý vị, như vậy là các bạn ấy đã không có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Trong tập này thì đã có một cặp không thành công, cho nên khán giả xem truyền hình sẽ có thể nhận được một phần quà. Đó chính là một chiếc máy nước nóng với thương hiệu là Atlantis và một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Centon trị giá là 7 triệu đồng. Quý vị hãy tham gia vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để trả lời câu hỏi để được nhận những phần quà từ chương trình quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mà em gọi điện ảnh là lỡ anh ngủ mà anh không nghe là em giận. Trời ơi bà, điện thoại của người yêu là phải để một cái chuông khác để mà khi mà người yêu gọi tới là phải nghe liền chứ. Mà khó hàng chi thì đó là trời. Về ngoài hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị.
Cao to đen nhưng không hôi. Dạ đúng rồi chị. Bao không có hôi. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.